Xin mời JYJ ạ. Chúng ta sẽ chào đón nhóm JYJ một lần nữa. Một tràng pháo tay thật lớn nào. Và ngay bây giờ trên sân khấu này chúng ta sẽ có một phần trò chuyện cùng với nhóm nhạc JYJ, đại sứ thiện chí của Đại hội Thể thao Á vận hội Incheon 2014. Trước tiên thì không biết là nhóm JYJ có điều gì muốn chia sẻ với hơn 3.000 khán giả đang có mặt tại khán phòng này, và đặc biệt là hàng vạn người hâm mộ của nhóm JYJ tại Hà Nội và tại Việt Nam hay không? 우선 여기 계신 3,000명 이상의 베트남 팬들과 우리 이 자리에 함께 하지 못했지만 베트남에 있는 수많은 팬들에게 간단한 인사 한 마디 네. 부탁합니다. 그동안 기다려 주셨던 이제 많은 분들이 계실 텐데 그분들하고 이 공간에서 함께 전부 다 하지 못해서 좀 아쉬운 마음도 있는데 오늘 정말 오랜만에 또 JYJ로서 여러분들께 인사를 드리는 만큼 오늘 이 자리에서 여러분들과 좋은 시간 그리고 이 오랫동안 기억에 남는 시간 만들었으면 좋겠습니다. 우선 tôi xin bày tỏ tình cảm của nhóm JYJ chúng tôi với các fan có mặt ngày hôm nay ở đây và các fan không có mặt hôm nay. Tôi rất tiếc là không có nhiều cơ hội để được đến cùng với các bạn, chia sẻ với các bạn những khoảnh khắc quý giá. Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều những cái cơ hội như thế này. Và đại diện cho nhóm JYJ hôm nay gửi tới tất cả các fan tình yêu lớn nhất của chúng tôi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Đó là chúng ta vừa theo dõi ca khúc Only One. Không biết là nhóm JYJ trong cương vị là đại sứ thiện chí của đại hội ASEAN lần thứ 17 tại Incheon năm 2014 có thể nói thêm một vài điều về ca khúc này không? Incheon ASEAN 경기 대회 홍보 대사로서 Only One의 제작에서 녹음, 뮤직비디오 촬영, 공연까지 적극적으로 참여하고 계신데요. Only One에 대해서 설명 부탁드립니다. 제가 이번에 주제가 온리원을 불렀는데요. 온리원의 음악의 뜻은 정말 아시아의 각 여러 나라가 네, 언어나 인종, 문화의 그런 정말 다르잖아요. 그런 벽을 뛰어넘어서 모두 하나가 되자는 뜻을 담고 있고요. 저희 또한 그런 그 노래를 녹음했을 때 당시에도 그런 염원을 담아서 노래를 했고 정말 이 노래를 통해서 이번에 인천 아시아 게임이 정말 모두가 화합할 수 있는 하나가 될 수 있는 그런 좋은 그 축제로 네, 잘 마무리될 수 있으면 좋겠습니다. 가 khúc Only One mà chúng tôi trình bày trong vai trò đại sứ thiện chí thể hiện mong muốn giao hòa giữa các quốc gia, vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ và thói quen. Chúng tôi đã thực hiện hoạt động ghi âm, ghi hình với tất cả trái tim thuần khiết, mong muốn cùng với tất cả người dân Asia cùng giao lưu. Chúng tôi mong rằng Đại hội Thể thao Châu Á Incheon lần này sẽ thành công rực rỡ. Ở đó là một thực thể ASEAN đồng nhất như lời ca khúc Only One hôm nay chúng tôi đã trình bày. Chắc hẳn là việc quay và thực hiện một video ca nhạc là không hề dễ dàng gì. Và với Only One cũng vậy. Không biết là các bạn có thể chia sẻ với khán giả ở đây những kỷ niệm đáng nhớ khi thực hiện ca khúc này hay không? Only One의 제작과 녹음, 뮤직비디오 촬영 때 재미있는 에피소드가 있었다면 이야기해 주세요. 네, 안녕하세요. 다들 아시다시피 저희가 이제 Only One이라는 곡을 녹음하기 위해서 거의 약 2년 만에 이제 뭉쳐서 이제 노래를 녹음하게 됐는데 각자 이제 개개인 스케줄도 바쁘고 그런 시간 속에서 Only One이라는 곡 덕분에 저희가 이렇게 오랜만에 뭉쳐서 녹음을 했고요.
개개인 활동도 서로서로 다 잘하고 있지만 확실히 뭉쳐서 활동하는 게 여전히 저희는 좀 그런 완벽하구나라는 그런 생각도 좀 해봤고요. 네, 즐겁게 작업했습니다. 네. À, xin cảm ơn các bạn. À, không biết là các bạn có biết hay không nhưng mà ca khúc Only One là ca khúc đầu tiên mà ba chúng tôi trở lại cùng với nhau sau 2 năm phục vụ các kế hoạch cá nhân. Điều này có ý nghĩa rất to lớn đối với chúng tôi. Dù là các hoạt động của cá nhân rất là bận rộn nhưng mà nhờ ca khúc này chúng tôi lại được cùng với nhau làm việc, cùng sinh hoạt với nhau và chúng tôi rất là vui mừng. Ở đó chúng tôi thấy mình vẫn là GIJ và chúng tôi như là đang cùng nhau hô hấp. Trong thời gian ghi âm, ghi hình thì chúng tôi lại tiếp tục các cái trò trêu đùa và chọc phá. Quả thực là một khoảng thời gian rất quý giá. Xin cảm ơn nhóm rất nhiều. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã lắng nghe hai ca khúc, đó là ca khúc MT và Get Out, đúng không ạ? Và không biết là ngày hôm nay JJ còn có phần thú vị nào khác để gửi đến với tất cả khán giả có mặt ở đây hay không? MT 와 Get Out 두 곡 이외에 팬들을 위해서 특별한 시간을 준비하셨다고 들었는데요. 네, 저희가 이제 Only One이라는 곡을 선보이기 이전에 Only One에 있는 안무를 춤을 간단하게 배워보면 좋을까 해서 네, 저희 안무팀, 저희 댄스팀을 이렇게 다 무대로 한번 불러보도록 하겠습니다. 네. 또 các em ơi, tôi nghĩ là rất nhiều fan ở đây đã biết về vũ điệu của bài hát Only One. Nhân dịp được gặp các bạn, chúng tôi đã chuẩn bị một cái quỹ thời gian nho nhỏ. Chúng tôi sẽ mời lên đây vũ đoàn cùng biểu diễn với chúng tôi và trình bày lại với các vị với một cái khoảng không gian để cho các vị có thể trải nghiệm mấy vũ điệu này. Bây giờ thì như thế nào nhỉ? Các bạn đứng lên nào, đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng tại chỗ đây nhá. Nhớ nhé, chúng ta chỉ đứng tại chỗ thôi. Ngày hôm nay nhóm JJ sẽ dạy các bạn vũ đạo của Only One. Đứng tại chỗ nhá, đúng không ạ? Chúng ta có thể cách nhau ra một chút, không chạy đi chỗ khác, chỉ đứng xung quanh vị trí đứng của mình thôi. Và nhóm JJ sẽ hướng dẫn các bạn vũ đạo của Only One, đúng không ạ? Chúng ta cùng nhảy nhá. Chào mọi người. 네, 안녕하세요. 댄스팀 아이디묘입니다. 네, 지금 네, 지금부터 저희가 할 것 Các bạn khán giả thân mến. Chúng ta hết sức bình tĩnh nhá, đúng không ạ? Đây là một phần giao lưu rất thú vị, nhưng nó chỉ thú vị nếu như các bạn thực sự giữ bình tĩnh và thưởng thức các tiết mục ở trên này và làm theo hướng dẫn của chúng tôi, được không nào? Nhớ nhá, đúng không ạ? Mỗi khi chúng ta nghe họ nói thì chúng ta giữ trật tự một chút không sao cả, được không ạ? Như vậy chương trình của chúng tôi diễn ra mới xuyên suốt và diễn ra mới bình thường được. Nên là rất mong tất cả các bạn sẽ phải phối hợp với chúng tôi nhá. Đồng ý không ạ? Đồng ý nhá, hứa nhá. 네, 지금부터 할 것은요, 저 온리원 안무 있잖아요. 온리원 안무 전주랑 후렴을 저희가 가르쳐 드리려고 하는데요. 아, 온리원 안무 전주랑 후렴 부분 안무를 가르쳐 드리려고 하는데요. 오늘 chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn những động tác để nhảy theo nhóm JYJ trong ca khúc Only One. 동영상에서 유튜브에서 많이 보셨죠 안무. 아, chắc là các bạn cũng đã đều xem MV của ca khúc Only One rất nhiều trên YouTube rồi phải không ạ? 네, 그러면 전주부터 천천히 가르쳐 드릴게요. 자 여기. Vậy thì chúng tôi sẽ hướng dẫn lại các bạn ngay từ đầu ạ. Các bạn ơi, chúng ta thử làm giống hệt xem có được không nhá. 자, 일어나 주세요. 전부 자리에서. Các bạn đứng lên đi ạ. Đứng lên nào, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cùng nhảy, đúng không ạ?
chúng ta sẽ cùng nhảy với JYJ ạ. Không phải ở đâu mà không có nhiều fan của JYJ nhảy với JYJ cùng một lúc như thế này đâu. Cho nên chúng ta đứng lên nào. Đứng lên nào. Dạ. 시작할게요. 자. 1. 따라해 주세요 같이. 따라와. 1 2 3 4 5 6 7 8. Có khó không ạ? Có khó không? Có khó không ạ? Chờ một lần nữa, 해볼게요. Làm lại một lần nữa. 시작. 1 2 3 4 5 6 7 8. 자. 좀 빠르게. 아, 빠르게. 좀 따스가 되게 하라. 자, 저희가 안 할 겁니다. 하셔야 돼요. 자, 또 만약에 그냥 태워줘. 시작. 1 2 3 4 5 6 7 8. 한 번 더 시작. 1 2 3 4 5 6 7 8. 자. 자. 아, 너무 잘하셔가지고 까만 남자 알 거야? 사비를 후렴 부분을 할까요 말까요? 할 사비를 후렴 부분 같이 할게요. 춤 따서 한번 정답마 시작. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 한 번 더. 몰랐나? 다시. 시작. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 네, 잘하셨습니다. 자. 여기서 재미는 끝난 것 같아요. 맞아, 두달 재미만 직접 분산 준다. 저희가 노래할 때 좀 더 세 하라. 저희가 노래할 때 여러분들 방금 배우신 거 꼭 따라해 주셔야 돼요. 재미만 세 hát và các bạn sẽ nhảy theo nhá. Các bạn sẵn sàng chưa? Cảm ơn. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài hát. Bài hát bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài hát. Các bạn sẵn sàng chưa? Vâng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau hát bài hát Only One.
다시 가보는 거야. 언제 나를 너를 바라볼게. 너의 기쁨도 hey, hey, hey. 너의 슬픔도 다 함께 할게. 어떤 역경도 우린 모두 넘을 수 있어. Yeah. 너를 다 보여봐. 더 힘껏 말해봐. Yeah. 감사합니다.